Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô mò, những chọn loại mò sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nha các bạn. Mày ấn vào tay nghe mắt mày bị chủ đá hay côn mấy gái một lúc nhỉ? Tân gái một lúc đi gì? Tân gái một lúc đi. Đây là hỏi chiên em hỏi cái gì đấy? Đấy đi luôn anh đi đi làm luôn anh hay nào? À thôi từ từ, tại vì thằng Long nó lại gọi được người rồi, để chúng chị chung ra. Đau rồi đấy. Bây giờ mình đã tôm xong nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tôm nha các bạn. Làm gì cơ? Thì làm sao? Có cái gì nói cụ thể thế nào? Có nghĩa là đi ăn gì? Mày hỏi cụ thể thế nào? Không anh lên thì anh đang bận đây này. Thế anh làm gì? Tình hình nói thật rồi, ý là hôm nay nói thật rồi.
là mày cho tôi một xong nếu bạn thứ hai cho mình xin một lần cho kiện cây cảm ơn cả các bạn rất là nhiều. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video này mình sẽ làm một video là đi tô màu. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa hãy cho mình xin lượt like, đăng ký kênh, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ôi thế bỏ, bây giờ mình sẽ tô màu ngủ thì tí có anh đây tô. Người anh thương hơn em hơn em. Bây giờ cho đi gọt màu các bạn. Tắt đây. Tắt video chủ actor. Mày thằng nó không bị hảo. À không bị hảo. Ừ nhìn phải này. Ui xem nó bán. Xem. Chưa nguyên mẹ ăn đi làm chuyện mới. Quyên đi. Đầu hàng đi, ấn đầu hàng luôn. Đầu hàng 200 mấy luôn. Vậy rồi. Đến em muốn đời này xin yêu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục quỳ, vậy là mình tô màu xong rồi.